6 giờ sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 1.954 đô la trên một ounce, tăng 48 đô la trên một ounce so với đầu giờ sáng hôm qua. Giá vàng trong phiên cao nhất lên đến 1.975 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng tăng cao là do đồng đô la tụt giảm, căng thẳng Mỹ-Trung leo thang không ngừng và đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tiếp tục lan rộng ở nhiều nước. Hiện tại, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tăng lên hơn 16,13 triệu người. Điều này thúc đẩy các sự kỳ vọng vào các gói kích thích nhiều hơn nhằm ngăn chặn đại dịch giáng đòn mạnh vào nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có diễn biến khả quan, thì các nhà đầu tư ngày càng tập trung dòng tiền vào vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng và chính trị bất ổn. Trên KitCoin, đại diện bên Nocturne Global Forex cho rằng giá vàng thế giới sẽ dễ dàng vượt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce, thậm chí là sẽ lên đến mốc 2.500 đô la Mỹ bởi nền kinh tế thế giới vẫn đang đi xuống do ảnh hưởng của COVID-19. Ngoài ra, giá vàng tăng còn do căng thẳng Mỹ-Trung leo thang. Trung Quốc cũng đã yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô để trả đũa việc Mỹ buộc lãnh sự quán tại Trung Quốc ở thành phố Houston, bang Texas đóng cửa. Giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch ngày 27 tháng 7, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,3 triệu đồng trên một lượng mua vào và 56,6 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,45 triệu đồng một lượng mua vào và 56,92 triệu đồng một lượng bán ra.